phần nó cũng hơi yếu, với hai nó bị té lủng thổi nữa. Trời ơi. Té kỳ đó, té xuống địa vậy là tay dính sóc lên. Mà sao anh? Tụi nó thổi lủng thổi. Tai nạn sao? Lủng thổi rồi giờ. Ngày xưa con với đưa mấy em đi học bằng cách nào? Đó là cắt cái phi ra, đóng làm một chiếc xuồng đẩy em vô chổng cho em đi học. Trời ơi, lúc đó nước cao không? Dạ cao đó em nè. Tới cổ hả? Dạ. Cái phi là cái thùng phi của mình đó hả? Dạ, thùng phi xanh á. Rồi sao con cắt sao? Con cắt ra làm đôi. Ừ. Rồi mua cây xả ba cây đợt đóng nhà đó. Còn rồi con đóng bắt ngóc vô. Ừ. Rồi xiết lại chống xuồng nó đẩy em vô chổng. Rồi mấy tháng? Rồi cũng lâu lắm rồi. Như bác à, mẹ mà còn chưa giúp đỡ được con cái gì hết mà. Dạ. Dạ. Điều Bùi Hồ mà có điều gì sơ sức thì cứ bình luận và mạnh dạn góp ý, thì Bùi Hồ sẵn sàng lắng nghe. Và Bùi Hồ hứa với cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, tiền đây là tiền của Mạnh Thường Quân. Đối với Bùi Hồ, Mạnh Thường Quân cho 100.000 thì nó là 100.000. Nhưng đối với anh Sang cho 100.000 nó là 1 triệu. Đối với người hoàn cảnh khó khăn thì số tiền là rất lớn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì sáng hôm nay vào một buổi sáng, Bùi Hồ có mặt rất sớm tại nhà của anh Sang để xem cái quá trình động thổ của anh như thế nào, cũng như là công bố danh sách Mạnh Thường Quân mà ủng hộ lần 3 cho gia đình của anh Sang, cũng như là thay đổi một số cái phương án xây dựng cho nhà mới cho gia đình của anh Sang, thay thế bằng cái căn nhà mục nát này. Dạ chào anh. Chào. Rồi sáng nay động thổ chưa anh? Động thổ rồi nhưng mà đào đỡ ba len à. Đào đỡ ba len ha. Dạ. Rồi đi, mấy anh em mình đi. Rồi ai cúng kiến khi nào? Dạ cúng hồi 5 giờ khuya lận. 5 giờ khuya ha. Dạ. Cúng trái cây hả anh? Dạ trái cây. Sáng nay có Dương ở nhà không? Dạ có. Dương đâu? Dương à. Dương trong nhà hả? Dạ. Mừng không anh? Dạ mừng. Dạ ra đây xem nữa coi. Thì thưa cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ cũng thông báo với cô bác quý anh chị luôn. Trước đây thì mình cũng đã có dự toán cho gia đình của anh Sang là mình dự định cắt một cái nhà tiền chế là khoảng 50 triệu thôi, cuốn nền ở dưới. Nhưng mà Mạnh Thường Quân ủng hộ số tiền cũng khá nhiều nên Bùi Hồ thay đổi cái cách xây dựng lại cho gia đình của anh. Và chút xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ cho cô bác quý anh chị tham khảo một cái bản vẽ và có gì góp ý thêm cho Bùi Hồ ha. Dạ. Rồi sáng nay là mình cúng trái cây rồi đây. Dạ. Trái cây bánh. À. Cung bánh với trái cây ở đây. Dạ. Ở đây anh đào ở đâu? Sáng đào ở đâu rồi? Đào bên đây nè. Đào bên đây rồi hả? Dạ. Đó, đào đỡ ấy đi rồi chờ anh nhiều qua căng dây rồi mới biết cách đào được. À. Dạ. Rồi anh nhiều khi nào qua? Cũng không biết nữa. Sáng ngày chứ không có điện thoại rồi anh cũng không có số ảnh, chưa có số ảnh rồi chưa điện được. Sáng nay em có liên hệ. Dạ. Với anh Nhiều, anh nói cũng đi làm gấp á. Dạ. Rồi anh Nhiều giao cho em một cái bản vẽ của nhà mình. Dạ. Đó. Ê, Dương, anh xích lại đây đi con. Cái cảm giác sao rồi? Rất vui. Rất vui hả? Dạ. À, Dương, nghe ngày xưa mà cái đường của mình đi á con, cái đường của mình từ ở ngoài kia mình đi nhờ vô á. Dạ. À, ngày con đi nhờ vô ngày xưa nước bây giờ không có cái đường mà múc đường mít đó lên của người ta đó. Ngày xưa con với đưa mấy em đi học bằng cách nào? Đó là cắt cái phi ra, đóng làm một chiếc xuồng đẩy em vô chổng cho em đi học. Trời ơi, lúc đó nước cao không? Dạ cao đó em nè. Tới cổ hả? Dạ. Cái phi là cái thùng phi của mình đó hả? Dạ, thùng phi xanh á. Rồi sao con cắt sao? Con cắt ra làm đôi. Ừ. Rồi mua cây xả ba cây đợt đóng nhà đó. Còn rồi con đóng bắt ngóc vô. Ừ. Rồi xiết lại chống xuồng nó đẩy em vô chổng. Rồi mấy tháng? Rồi cũng lâu lắm rồi mới múc vào mít này lên. Ừ. Rồi mấy trồng mít này rồi mới đi. Ừ. Là con đẩy em đi học nguyên năm luôn hả? Dạ. Là lúc đó con chưa có đi làm. Con chưa đi làm. Lúc đó con ở nhà. Ừ. Ở nhà phụ cha nuôi mấy con vịt. Ừ. Trời ơi, đẩy hai đứa em đi luôn. Rồi con lội dưới nước ngăn cổ rồi hai em nằm ngồi, hai em ngồi ở trên cái phi đó. Dạ. Ở trên là bè chuối hay sao? Không, hay là ván bằng ván. Tại hôm qua thì chú nghe chú hàng xóm nói con vậy đó. Nó không có đường đi mà đường chạy xe đó vô là ngày xưa con đẩy đi hả? Cách đây mấy năm rồi? Cũng lâu lắm rồi con cũng không nhớ. Ừ, mà con đẩy mấy năm như vậy? Con đẩy cũng có 1 năm á. Ừ. Rồi mới múc cái bò mít này lên. Ừ. Cái là có đó mùa nước thôi. Dạ. Còn mùa khô? Mùa khô thì người ta xả lúa vậy thì nó cạn rồi ló bờ mà cũng sình không à. À. Phải cõng. Cõng hả? Dạ. Trời ơi. Cõng đứa nhỏ. Ừ. Con nói con cõng đứa nhỏ, còn bé lớn sao? Con nắm tay đi, con quải cặp. Ừ. Con dẫn tay đi, còn cõng đứa nhỏ. Ờ. À. Còn vậy là con cõng mấy tháng vậy? Cũng chừng nào đợi nước nó khô rồi đi, hai đứa đi. Ừ. Ôi ôi tội dữ ạ. À. Chứ nơi sình không đi giao đồ. Là con dắt em nguyên năm luôn. Dạ. Ôi ơi, lúc đó em lớn học lớp mấy? Lớn học lớp 4. Ờ. À. Dạ đây là bác là vậy mà nội. Bà nội hả? Dạ. Dạ bác qua đây là cúng cho nhà của anh Sang hay sao? Dạ qua đây phụ cúng, bởi vì bác hôm nay cũng già rồi mà gia đình thì nghèo, hồi dạ. Nó cũng nghèo, nó cũng không giúp được bác mà bác cũng không giúp được cho nó. Dạ. Rồi bây giờ bác khổ, bác ở khu cư. Dạ. Rồi là đi bán như số ăn vậy đó. Ờ. À, cũng thấy khổ quá ha. À, bây giờ mấy đứa con đứa nào cũng nghèo hết trơn, người không có đứa nào nó giúp được hết. Dạ. Rồi mình thấy bường, năm nay bác 73 tuổi rồi đó. Bác thấy anh Sang có được cái ngôi nhà mới như bác vui không? Vui chứ. Ừ. Nhờ chú mà cho con tôi á, là một cái nhà tôi vui vậy lắm. Nhà của Mạnh Thường Quân, tương lai con thì chỉ là câu nói thôi. À, mà Mạnh Thường Quân á, là tiếp xúc với con tôi như vậy là mừng dữ lắm. Dạ. Dạ. Ừ. Tôi khổ, tôi đâu có làm sao tôi tiếp cho con tôi được đâu. Dạ. Lo mà kiếm ăn cho nó no làm thôi, chứ đâu có làm sao mà làm cho mình có khá giả mà có dư giả mà tiếp với con đâu. Dạ. Dạ. Rồi anh Sang có một cái điều nữa là em muốn hỏi anh. Dạ. Là em nghe hàng xóm của anh là cũng là bạn của em lo nó ngày anh có cái tay của anh nó bị sa khớp hả? À? Anh có thể cho em xem được không? Phần nó cũng hơi yếu, với hai nó bị té lủng thổi nữa. Trời ơi. Té kỳ đó, té xuống địa vậy là tay dính sốc lên. Mà sao anh? Tụi nó thổi lủng phổi. Tai nạn sao? Lủng phổi rồi giờ thấy cũng hơi yếu rồi, mần cũng hơi khó khăn. Ừ, anh có làm nặng được không? Tay gù tay gì đâu có làm nặng được. Đâu có làm nặng được. Làm cũng chuyện nhẹ nhẹ vậy chứ đâu có làm gì đâu nặng đâu. Mà lý do là sao mà anh bị tai nạn vậy? Hồi đó mới mua chiếc xe đặng đi làm á. Ừ. Rồi thì nó hụt cái vỏ, cái giò nó hụt cái giò, cái chợt nó té xuống mấy đìa. Ờ, cây đâm luôn hả? Dạ, cây nó không ấy mà nó dướng cái nhánh cây ấy, nó tuột cái màu dây này nè, nứt cái xương dây. Trời ơi, vậy anh phụ hồ đâu được hả? Cũng được nhưng mà làm nặng kinh nặng thì cũng hơi khó. Trời ơi, nhìn cái vết thương của anh mình ghê nè. Vậy là thấy cũng khổ ghê luôn á. Anh thì bị cái vết thương ở tay này khó mà lao động được nè. Dạ. Còn Dương này thương em ghê luôn á. Bây giờ có còn thường dẫn em đi học giống vậy không? Dạ không, nay thì đất cao cô. Ừ. Em tự đi học được. Ừ. Còn mà có mưa thì dầm quá thì con mặc áo mưa đi rước em về. Hồi đó con nghỉ học lớp mấy? Em con nghỉ học là lúc con mấy tuổi? Hồi con học lớp 1 là con nghỉ luôn. Dạ. Con biết chữ không? Không à. Chút đỉnh à. Sao con nghỉ sớm vậy? Con ở lại lớp hoài. Ở lớp hoài hả? Dạ. Vậy con đi làm kiếm tiền phụ ba hồi năm lớp mấy đến giờ? Con mới mần đây à. Con mới mần ở dưới đây nè. Ừ. Với cái làm mít bự ở dưới đó đó. Ừ, con đi nuôi ếch cho người ta. Ờ, ngày được nhiêu? Ngày được có 100.000 à. Ừ. Mà mần tới chiều tối luôn mới về. Ừ. Thôi bây giờ mình vô nhà đi nha. Vô nhà đi nha anh ha. Ừ. Dạ. Dạ. Bây giờ mình cái nhà của anh Sang thì hiện nay đã đồng thổ xong. Và cái công việc chiếc tiếp theo là mình đợi anh nhiều qua để mà căng dây rồi sau đó cuốn nền lên ha anh ha. Dạ. Chứ giờ đợi thợ qua mới làm mới vuông góc được rồi chứ mới có biết đường ăn đầu. Dạ. Hôm nay sáng anh tính qua sớm mà công việc thì cũng luôn quá. Nói chung là con thưa với bà luôn, nói với anh luôn. Thì hôm nay qua sớm như thế này là lý do là hôm qua thì con cũng buổi chiều con cũng mới vừa nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân chuyển cho con. Hôm qua thì em chỉ thông báo anh là chỉ nhận được 70 triệu. Thì mình dự định cất nhà của mình là cuốn nền và xây lên khoảng 1 mét, ở trên là mình sẽ dựng tôn nha bà. Là cái đó là cái quy cách của cái nhà mình. Nhưng mà hiện nay cái số tiền con mới nhận được thêm khoảng 10 triệu nữa thì nó vào khoảng 80 triệu. Và em sẽ dự định là xây tường hết cho nhà mình luôn, và xây thẳng lên trên luôn. Thì nếu như mà đủ, còn không đủ thì chắc có lẽ là nhờ Mạnh Thường Quân thêm. Hôm nay trước khi mà để nói về cái quy cách xây nhà và cái bản vẽ của anh nhiều gửi qua cho em, thì cho con á, thì con sẽ thông qua cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi ủng hộ con nhận được ngày hôm qua. Và thông báo với anh luôn, thì cái số tiền này em sẽ là chịu trách nhiệm xây nhà của anh. Nên là nữ là em sẽ giữ, chi bao nhiêu em sẽ nói với anh nha. Dạ. Thì ngoài ở ủng hộ đợt 1 với đợt 2 là cái số tiền tổng cộng đợt 1 đợt 2 là 1.200 USD cộng 41.501.000 đồng. Thì sau này thì mới ngày hôm qua con nhận số tiền ủng hộ ở đợt 3, ủng hộ anh Sang đợt 3 đến 7 giờ ngày 3 tháng 2, ngày 3 tháng 12. Ở đây là ngày 3 tháng 12 ngày 3 tháng 12 năm 2020 đó. Cô Hoa là Việt kiều Mỹ, người gửi là chú Định, ủng hộ gia đình mình là 300 USD Mỹ. Một chị có cái pháp danh là Hòa Ngọc ủng hộ cho mình 2 triệu đồng. Một Mạnh Thường Quân tên là Trần Minh Sang gửi ủng hộ cho anh 300.000 đồng. Thứ tư là Nguyễn Thị Ánh Tuyết là gửi cho mình, là Việt kiều Mỹ, gửi cho mình 100 USD. Vậy tổng cộng đến thời điểm này là em nhận được là 400 USD và 2.300.000 đồng là số tiền ủng hộ mình ở đợt 3. Con chưa có đổi ra thì con thông báo cho bà với lại anh hay luôn. Thì tổng cộng cái số tiền mà Bùi Hồ nhận ở đợt 3 đợt thì nó tương đương khoảng 80 triệu đồng. Và cái cách sau đây thì em sẽ thông báo cái nhà mình luôn ha. Và cô bác quý anh chị sẽ có gì thì góp ý kiến cho Bùi Hồ. Thì sáng nay Bùi Hồ có nhận được cái bản vẽ nhà của anh Sang đó. Và đây là cái mặt cắt ngang, đây là mặt cắt đứng. Ở nhà của anh thì sẽ chia ra làm 2 phòng. Đây là phòng ngủ, và đây là khu vực nấu ăn. Ở ngoài sau thì có một cái nhà vệ sinh gời, và phòng khách là 4m. Phòng khách là 3m5. Phòng khách ở đây là 4m. Và lúc đầu thì mình dự định là mình sẽ cuốn lên 3 viên gạch, sau đó mình đổ đà và xây lên 1 mét. Còn phần ở trên thì mình sẽ dựng tôn. Nhưng mà chi phí dựng tôn hỏi thợ kỹ lại thì con cũng tương đương với lại xây gạch gần bằng như vậy. Nên thì con sẽ có thể là con tham khảo với anh được. Lúc nãy con có điện thoại thì mình có thể là mình khung thì là khung sắt và mình sẽ xây gạch luôn. Đó, gạch nó chắc hơn, cho nó lên cao luôn bà. Mình bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ 80 triệu này thì mình sẽ thiếu hụt hơi, thì cố gắng là nhờ sự giúp đỡ Mạnh Thường Quân thêm tí xíu nữa thì nhà mình nó sẽ thành khoản hơn, đẹp hơn. Đây cho cô bác quý anh chị xem lại một lần nữa nè. Cái này là cái mái này ra 1 mét nè, là phần này là phòng khách nè, cái bậc dựng ở đằng trước luôn. Rồi phòng ngủ, 2 phòng ngủ đó, một cái nhà vệ sinh với lại khu vực nấu ăn ở đây đó. Đó là cái quy cách mà sáng nay em mới nhận được, là trong cái nhà mình có thể thiết kế nó có sự thay đổi. Và thay đổi thì thay đổi theo chiều hướng nó đẹp hơn. Thì cái này là mình dự tính, tại vì chắc 80 triệu thì chắc có lẽ là thiếu hơi rồi. Thì Mạnh Thường Quân có gửi cho gia đình anh Sang thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục nhận. Trước đây thì Bùi Hồ dự định là xây ở câu cuốn nền dưới, cất tiền chế ở trên mình ở thì nó khoảng 50 triệu là vừa. Bây giờ thì có tiền nhiều rồi thì thôi mình xây cho nó chắc chắn luôn. Đó, thì em có ý kiến vậy thì anh có đồng ý với lại cái kết cấu ngôi nhà của mình vậy không? Đồng ý. Con đồng ý không Dương? Đồng ý. Rồi anh có muốn lời nào nói với Mạnh Thường Quân gửi ủng hộ anh tổng cộng 3 đợt không anh? ấy thì nói chung ra thì giúp đỡ được cho những mạnh thường quân, giúp đỡ được cho Sang vậy thì Sang cũng cảm ơn, rất vui rất mừng. Nhà ông bà cô bác ấy, anh chị chú bác gì đó giúp đỡ thì được rồi, chị Sang này quá quý rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn mạnh thường quân. Em sẽ cố gắng nó làm cho ngôi nhà mình nó đẹp luôn. Và chắc có lẽ là nếu như mà làm cái ngôi nhà nó đẹp hơn như thế này có thể là thiếu hụt hơi. Dạ. Thì có thể là nhờ sự chung tay của mạnh thường quân. Mà trước nay thì Bùi Hồ dự định là xây cho nó coi như là mình có nơi ở an toàn. Dạ. Bây giờ thì nó đẹp hơn tí xíu thì nhà mình nó sẽ sử dụng lâu bền hơn. Dạ. Dương có muốn nói gì không? Dạ. Trước tiên con cảm ơn chú Hồ với mạnh thường quân đã giúp cha con được căn nhà mới. Có rất đoạn đường rất là xa. Dạ. Ở đây ra ngoài đó khoảng 300-400 mét. Thì mai mốt vật liệu xây dựng đó thì mình kêu mình để ngoài đường, và anh với Dương làm phụ thêm cái công việc này. Dạ. Đồng thời mướn thêm một người đem vật liệu xây dựng chuyển vô đây. Dạ. Mướn thêm người mới được. Dạ. 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 Thôi con hôm nay con thông cao báo cho bác hay à, vậy. Thôi giờ bác cũng mang ơn mạnh thường quân bây giờ giúp đỡ cho con được con của bác thì bác rất cảm ơn, cũng cảm ơn cậu nhiều lắm đó. Rồi dạ. Bây giờ là cậu giúp đỡ cho con được, còn như với bác nè mẹ mà còn chưa giúp đỡ được con cái gì hết mà. Dạ. Dạ, giúp đỡ rồi nuôi hồi đó nhỏ, bây giờ nuôi lớn rồi tự nơi mà ăn chứ giờ bác không có phụ giúp gì với nó được hết trơn. Bây giờ bác nghèo quá rồi, bây giờ bác không có giúp gì được hết. Bây giờ cái bán đi số ăn hoài vậy à. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước quan tâm đến cái hoàn cảnh của gia đình anh Sang. Dạ. Thì trước đây thì Bùi Hồ dự định là mình xây cho nó an toàn thôi, nhưng hôm nay thì số tiền nó vượt nhiều thì hôm nay thì cho nó đẹp luôn, cho coi ngôi nhà coi nó được luôn. Dạ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Bùi Hồ muốn nhắn nhủ với cô bác quý anh chị mạnh thường quân, và đây là cái ngôi nhà đầu tiên mà Bùi Hồ đứng xây cho một cái hoàn cảnh khó khăn. Đây là gia đình của anh Sang. Dạ. Thì trong đó thì không khỏi những cái sơ suất, những cái tính toán chưa hợp lý, thì rất mong cô bác quý anh chị là mạnh thường quân có điều Bùi Hồ mà có điều gì sơ suất thì cứ bình luận và mạnh dạn góp ý, thì Bùi Hồ sẵn sàng lắng nghe. Và Bùi Hồ hứa với cô bác quý anh chị mạnh thường quân, tiền đây là tiền của mạnh thường quân. Đối với Bùi Hồ, mạnh thường quân cho 100 nghìn thì nó là 100 nghìn, nhưng đối với anh Sang cho 100 nghìn nó là 1 triệu. Đối với người hoàn cảnh khó khăn thì số tiền là rất lớn, và Bùi Hồ sẽ làm bằng hết cái tâm của mình. Thì sau này Bùi Hồ sẽ công bố hóa đơn từng khoản cho mạnh thường quân biết luôn. Thì rất mong quý mạnh thường quân thông cảm cũng như là luôn đồng hành cùng với Bùi Hồ. Bùi Hồ sẽ làm cho cô sau này nhà anh Sang thì sẽ quay ngược lại và nghiệm thu cho cô bác quý anh chị xem. Có gì sơ suất thì mạnh thường quân thông cảm, tại vì mục tiêu tốt nhất ở trong việc ngay xây ngôi nhà cho anh Sang đó là cho có nơi ở an toàn, cho các bé nó có một nơi sinh hoạt. Nói chung là hôm qua thì đôi khi cũng ngủ không được, cũng lo lắng lắm. Nói chung là cũng cố gắng, em sẽ cố gắng và cũng như là tất cả mạnh thường quân. Dạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip tiếp theo. Bùi Hồ sẽ luôn cập nhật tình hình, ủng hộ anh Sang và cũng như là thời gian sắp tới. Vậy là Bùi Hồ cũng gắng ha. Dạ, Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem cái đoạn đường mà bây giờ thì được múc lên để mà có cái đường đi vô nhà của anh Sang nè. Đường này thì chạy xe rất là khó khăn, mình phải chạy cẩn thận mới được đó. Thì trước đây á là cái đoạn đường này chưa múc lên thì em Dương phải đẩy 2 người em của mình hàng ngày. Vào mùa nước nổi á thì em phải đẩy lên, còn vào mùa nước khô á, mùa lúa thì nước xem xét thì một em phải cõng một em bé và nắm tay một em bé còn lại để mà đi. Cô bác quý anh chị thấy em Dương thương các em của mình ghê, và bé thì rất là ngoan. Ở đoạn đường từ ngoài đường lộ chính mà chạy vô đến nhà của anh Sang thì nó khoảng 400-500 mét, và việc vật liệu xây dựng mà chuyển vô đây thì cũng vô cùng khó khăn. Thì anh với lại Dương sẽ chuyển vô đây. Cái đoạn đường này là người ta múc lên để mà người ta trồng mít nè, rồi nuôi ếch nè. Đó. Để chạy ra luôn tới. Dạ, trước thì cô bác anh chị xem. Đây là một nơi một trong đồng luôn á, gọi là giữa đồng luôn á cô bác anh chị. Mấy hôm trước mình không biết, tưởng là xe đường chạy không được, mình đi bộ đổ một hồi luôn. Hôm nay chạy xe được rồi.